Xin chào mọi người nha. Hôm nay như đã hứa thì mình sẽ live stream cho mọi người. Mình sẽ quay lại video cho mọi người một cái ứng dụng, một cái ứng dụng miễn phí, hoàn toàn miễn phí để giúp các bạn có thể lọc ra những người bạn bè mà các bạn đã thấy rất là lâu rồi mà họ không tương tác. Tại sao mà chúng ta phải lọc bạn bè? Bởi vì chúng ta thường thường ấy, chúng ta sẽ hay thích kết bạn theo kiểu là kết bạn theo kiểu nó có số lượng ấy. Mọi người cứ nghĩ là mình kết bạn thật là nhiều, kết bạn đủ 5.000 bạn bè thì đến lúc khi mình đăng bài viết lên ấy thì sẽ có nhiều người họ tương tác với mình, nhưng mà đó là điều không phải. Bởi vì các bạn đang kết bạn không chuẩn khách hàng. Mỗi tập khách hàng ấy họ sẽ có những cái nhu cầu và những sở thích riêng, những sản phẩm riêng. Và nếu bạn không xác định rõ được cái tập khách hàng của mình ấy, thì bạn cứ kết bạn vậy thì cuối cùng thì bạn vừa mất thời gian mà không đạt kết quả. Đấy. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái ứng dụng có sẵn đấy, và hoàn toàn miễn phí để giúp các bạn có thể lọc bạn bè nhanh. Và thứ hai là mình còn có thể hướng dẫn cho bạn là trên cái công cụ này bạn có thể một sự cái công cụ là để bảo vệ cái ảnh đại diện của bạn không bị người khác lấy. Đấy. Đôi khi họ sẽ có người họ thích lấy ảnh đại diện của bạn để làm một số trò linh tinh, thì đây là cái ứng dụng để giúp bạn bảo vệ ảnh đại diện, không bị mất ảnh đại diện. Đấy. Thì mọi người có thể theo dõi những Facebook của mình ở trên nick là Đức Phạm, chuyên gia marketing online. Đấy. Mọi người có thể theo dõi mình ở đây. Và thứ hai nữa là mọi người có thể theo dõi kênh YouTube của mình. Kênh YouTube của mình. Để chờ chút nhé. Kênh YouTube của mình. Đây là kênh YouTube của mình. Đức Sport.net mọi người nha. Đấy, Đức Phạm Office. Đấy, ở đây mình sẽ cập nhật rất nhiều nội dung. Mình chia sẻ đây về bán hàng cho mọi người đây. Mọi người có thể vào theo dõi mình ở đây nha, và mình sẽ chia sẻ thêm các video truyền động lực, và mọi người có thể theo dõi mình ở trên blog của mình là đứcsport.net. Mình có bài viết để mọi người có thể theo dõi thật nhanh, thì không để mất thời gian của mọi người nữa. Mình sẽ hướng cho mọi người cái công cụ để giúp mọi người làm bạn bè, để mọi người có thể chuẩn bạn bè của mình, và từ đó các bạn có thể bán được nhiều hàng hơn nữa, và khi các bạn đăng bài viết thì sẽ có nhiều người tương tác hơn. Thì đây là một công cụ hoàn toàn miễn phí, thì các bạn hãy gõ vào Google, gõ là Multilayer Tool for Facebook nha, mình đọc rất là chuẩn xác không. Mọi người sẽ gõ công cụ đây và mình sẽ có đường link cho mọi người để mọi người tích vào, mọi người sẽ download luôn nhé. Mình tích vào đây. Đấy, mình tích vào đây. Và sau đó thì bởi vì mình đã là cài rồi đấy, còn các bạn sẽ ấn vào cái ứng dụng này, còn mình là cài rồi thì ứng dụng của nó sẽ hiện ra như này. Đấy, ứng dụng nó hiện ra như này bởi vì mình đã cài ứng dụng rồi, nên là mọi người nó sẽ khác mọi người một chút. Đấy. Thì mọi người sẽ cài lúc này, và sau khi mọi người cài xong ấy thì mọi người sẽ hiện ra, nó hiện ra đây này. Đấy, mọi người hiện đấy, nó hiện ra như này nhá. Đấy, hiện ra như này. Đấy. Thì đây đó, đây là cái bảng điều khiển của nó, profile dashboard này. Thì ở đây bạn sẽ biết được là hiện tại bạn đã có bao nhiêu người follow, bao nhiêu bạn bè, bao nhiêu group đấy, mốt đấy, tức là đây là đó chính là cái bảng của bạn đấy. Và ở đây để các bạn có thể lọc bớt bạn bè của mình ra ấy, thì mình sẽ có công cụ đây là fan remote đấy, còn đây là instant scanner, có nghĩa là gì, đó là nó sẽ hiện ra những người mà họ thả tim hoặc là họ có gì đó tương tác bạn, thì nó đây này, đây là những người mà hay tương tác với bạn nhiều nhất này. Đấy. Đấy, đấy, đấy. Comment này, đây là những người hay tương tác với bạn nhiều nhất, họ sẽ hiện lên đây này. Đấy, bạn sẽ chọn mọi người. Đấy, họ đây như này. Đấy. Đấy. Thì các bạn sẽ vào đây nhé, vào fan remote này. Đấy. Thì đây là những người mà các bạn bạn bè của bạn, và bạn sẽ chọn ra đâu là những người mà các bạn cảm thấy rất là xa lạ hoặc không tương tác với bạn ấy, thì bạn có thể kích vào họ ở đây. Ví dụ mình có thể chọn một vài người ví dụ mình cảm thấy là rất là lạ bạn ấy. Bạn có thể ấn vào đây để bạn xem được trang cá nhân của họ luôn nhé, để biết được là những người này bạn có hay tương tác bạn không nhé. Đấy, họ trông rất là lạ nhé, và các bạn có thể vào kiểm tra luôn đấy, để xem là họ có tương tác bạn không. Đấy. Người đi. Đấy, hiện 25 người. Đấy, ví dụ có một số người bạn nhìn rất là lạ hạn đi, bạn có thể xóa đi để không tương tác lại. Đấy, đấy. Những người
lách đấy. Đấy. Như vậy. Mình có thể chọn một vài người thì nhé. Đấy, các bạn có thể chọn tìm rất nhiều luôn. Đấy. Kích vào đấy, các bạn có thể ấn vào đây để chọn toàn bộ nhá, vị trí này ấn toàn bộ này. Đấy. Còn nếu bạn muốn không thì bỏ đi, mà chọn từng người một. Đấy. À, các bạn nên nhớ là một ngày các bạn chỉ nên xóa khoảng 50-100 người nhá, đừng xóa một lúc nhiều quá thì Facebook sẽ bắt nó sẽ cảm thấy nghi ngờ và bắt checkbox đấy. Đấy. Và sau khi bạn kích vào hát xong thì bạn ấn vào nút bye bye, đấy, ấn bye bye luôn và unfriend. Đấy. Đấy. Đây là ok, đấy nó thực hiện đây rồi, đấy, bố tôm đã dính mất rồi, đấy. Em các bạn để ý nhé, vẫn có thể vào tiếp theo để bạn xóa mất đây, nhưng bạn cảm thấy rất là lạ nha, lâu không tương tác thì bạn xóa rất là nhanh, đấy. Bạn có thể ấn chọn luôn rất là nhiều, đấy, chọn rất là nhiều, đấy, thấy người nào là lạ bạn có thể xóa đi, ví dụ bạn Lý Phú Tinh này, đấy. Rất lạ cả nhé. Người mà rất là lâu không tương tác bạn rồi bạn xóa bớt đi. Đấy, cuối thu nhà bạn bạn này. Bye bye. Unfriend. Đấy, rồi lúc. Đấy, sau. Đấy, thì đây là video mình hướng dẫn các bạn một cái công cụ để giúp các bạn có thể xóa công cụ rất là nhanh. Xóa rất là nhanh. Đấy. Đấy. Cái công cụ rất tuyệt vời cho mọi người có thể xóa bạn bè những người không tương tác bạn rất là nhanh chỉ trong vòng một bước nhạc. Và thứ hai nữa ở đây mình có một cái công cụ nữa là bảo vệ phần đại diện của bạn nhé. Đây này, thì khi bạn dùng công cụ này là nó sẽ có hình cái khiên này này, khiên này nó sẽ bảo vệ cho cái ảnh đại diện của bạn mà không người ta sẽ không lấy được, người ta sẽ không lấy được cái ảnh đại diện của bạn. Đấy. Công cụ để bảo vệ đại diện thì đây là video mà mình hướng dẫn cho mọi người rất là chi tiết và cụ thể, và mình sẽ có một cái đường link để cho mọi người download ở phía dưới nếu mọi người không tìm ra được. Thì rất là mong mọi người sẽ sử dụng công cụ này, và nếu các bạn trong quá trình sử dụng mà các bạn cảm thấy khó khăn thì mình cứ ebook mình sẽ hướng dẫn thêm cho mọi người nhé. Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video.